Xin chào các bạn đã xem video nha. Lâu lắm rồi mình mới quay lại làm video ăn xương tủy bò. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Tủy bò béo ngậy luôn, béo này vàng này. Trên là măng ớt ngâm nhá. Này mình ăn thưởng thức với nó món măng ớt ngâm. Sẽ bỏ măng ớt xuống dưới đây mình sẽ ăn mình nhặt nha. Mình nó ngấy quá mình nghỉ một thời gian nay mình mới ăn lại mọi người ạ. À. Như này bằng ống luôn. Đầu tiên là thẩm một miếng ớt ngấy lắm, con tủy rất chi là ngấy, người ăn quen thì mà ăn được nha. Rồi ăn với đồ cay đồ chua thì nó dễ ăn, nó không bị ngấy nha. Mọi người nhìn tụi em. Nó vẫn ngấy mọi người ạ. Mình đã nghỉ ăn được khoảng 4 5 tháng rồi, nay mình mới ăn lại đây. Lâu ngày cũng ăn vẫn thèm nhưng mà nó ăn lại nó vẫn ngấy. Mình mới ăn sang nửa khúc thứ hai mà nó đã ngán rồi. Cái này mọi người mà chưa ăn lần nào ấy, ăn lần đầu thì nó rất chi là ngon nha. Đấy, ăn rất chi là ngon. Lần đầu ấy, lần đầu tiên ăn rất chi là ngon. Ăn lần thứ hai, thứ ba thì nó cũng vẫn ngon, nhưng mà lần thứ tư đi là rất chi là ngấy. Năm năm trước mình là ăn được hơn 30 video ăn tủy. Nhưng mà phải nghỉ mất 4 5 tháng. Không ăn được. Ngấy. Béo lắm. Này mọi người nên ăn kèm với lại đồ chua đồ cay ấy thì nó bớt ngấy đi. Tủy bò này, nó béo ấy. Đây thì hôm nay mình làm video làm một ống xương tủy bò với một ống xương tủy trâu nhé. Tủy trâu thì nó nhìn ở ngoài giống nhau nhưng mà bên trong nó là bởi bên trong thì nó là màu trắng, nó không vàng giống như tủy bò này nhỉ. Rất chi là ngán. Ăn kèm với ớt ngâm, măng ngâm.
lợn ngâm luôn nhé. Vậy là mình đã ăn hết khúc ống tùy bò rồi, mình sẽ chuyển sang ống khúc tùy trâu nhé. Đây mọi người ạ, tùy trâu nó cũng to giống nhau nhưng mà nó cái dày hơn, cái xương nó dày hơn này, tùy ở trong nó rất ít đấy, nó màu trắng nha, nó nhìn nó không đẹp mắt giống tùy bò đấy, nó chỉ có rất chi là ít này, tùy trâu nó ít lắm, nên là mọi người mà muốn ăn tùy ấy nha, mọi người muốn thưởng thức món tùy như thế này thì mọi người nên mua tùy bò nha, mua ông xương ống tùy bò ấy. Thì trâu nó ít lắm, nó được ít mà nó không ngon, nó nhìn này màu nó trắng tinh à, tiền thì nó giống nhau thôi các bạn ạ, đấy các bạn đi mua thì nó giống nhau, nó có rất chi là rẻ thôi, nó cũng không đắt lắm đâu, mọi người lên mua thử ăn xem nó như nào nha, rất chi là ngon. Nếu mà ăn ít đấy, mọi người ăn ví dụ như cả mình đây, như hai ống này thì mọi người lên ăn chia ra thành 3-4 người ăn đấy, thì mỗi người thưởng thức một một hai thìa thì nó sẽ ngon hơn, đừng ăn nhiều giống mình như này nhá. Bạn thấy không? Thì trâu nó rất chi là ít nhé. Đấy. Chúc ba lúc là hai thìa đã hết rồi. Ngấy mọi người ạ. Mọi người phải để cung nước ra ăn được. Ngấy. Thì xả nó ít lắm, đây là cái xương tủy bò tủy trâu này, nó ít này, nó cạn lắm, nó nhỏ, nó to giống nhau, dài giống nhau nhưng mà nó lại rất chi là ít tủy. Đấy lắm. Sau mấy tháng quay lại trở lại ăn nhưng mà nó vẫn chưa là ngấy. Mình sẽ dừng video ở đây nhé. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh của mình nhé. Để mình có thêm động lực làm những video hay hơn, chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.